Trong năm 2022, có 8.560 cán bộ đảng viên của thành phố Lào Cai ký cam kết và thực hiện cam kết nêu gương để học tập và làm theo lời Bác. Thành ủy Lào Cai đã ban hành 2 mẫu đăng ký cam kết nêu gương và xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện. Sau đó, cán bộ đảng viên tự giác đăng ký, cam kết trước chi bộ, cơ quan đơn vị trong việc thường xuyên tu dưỡng rèn luyện, lấy kết quả thực hiện là một trong những tiêu chí để đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ. Năm 2021, thành phố đã thẩm định, rà soát và ghi danh 136 mô hình tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Trong đó, đề nghị tỉnh ghi danh cấp tỉnh 30 tập thể, cá nhân, mô hình. Các tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác cũng được tuyên truyền sâu rộng, góp phần lan tỏa những việc làm, mô hình ý nghĩa, tạo khí thế thi đua, học tập sôi nổi để cán bộ, đảng viên và nhân dân noi theo.